Xin chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình của Tư pháp quốc tế phần riêng. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đi vào nghiên cứu chương 8, hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Thì trước hết, để nghiên cứu chương này, các em cần phải có một số những cái sự chuẩn bị về mặt tài liệu học tập cũng như là các cái văn bản pháp luật. Thì liên quan đến các cái tài liệu học tập, thì trước hết các em sẽ phải tham khảo các cái nội dung của giáo trình tư pháp quốc tế phần riêng do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản. Bên cạnh giáo trình tư pháp quốc tế thì các em có thể phải tham khảo thêm các cái nội dung lý luận cơ bản liên quan đến quan hệ hợp đồng được trình bày trong giáo trình luật hợp đồng mà các em có thể là đã nghiên cứu môn học này trước đây. Ngoài ra, chúng ta có thể sẽ phải tham khảo thêm các cái sách chuyên khảo về tư pháp quốc tế. Ví dụ như là cái cuốn về tư pháp quốc tế Việt Nam của cô Mai Hồng Quỳ và thầy Đỗ Văn Đại, hoặc là cái cuốn tư pháp quốc tế của cô Lê Thị Nam Giang, hoặc là cái bộ sách về tư pháp quốc tế của thầy Nguyễn Ngọc Lâm. Thì đấy là những cái cuốn sách chuyên khảo chuyên sâu về tư pháp quốc tế và những cái nội dung bên trong được các cái tác giả khai thác ở cái mức để có thể là phục vụ để mà giúp cho các em có những cái định hướng nghiên cứu sâu hơn và cụ thể hơn đối với các cái lĩnh vực liên quan đến tư pháp quốc tế. Bên cạnh các cái giáo trình và sách chuyên khảo này thì các em có thể sẽ phải tham khảo thêm các cái bài viết khoa học, các cái công trình nghiên cứu hoặc là những cái ý kiến trao đổi của các cái chuyên gia trình bày thông qua các cái diễn đàn hoặc là trên các cái trang thông tin điện tử. Bên cạnh các tài liệu học tập là sách và giáo trình như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu cái môn học này, cái bài học này dựa trên nền tảng các cái điều ước quốc tế và các cái quy định của pháp luật. Thì trước hết tôi giới thiệu với các em về các cái điều ước quốc tế. Thì đầu tiên, cái phần về hợp đồng trong tư pháp quốc tế đó, nó sẽ được quy định trong các cái hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước. Đây cũng là một cái nội dung quan trọng trong các cái hiệp định này. Thì hiện nay Việt Nam chúng ta đã ký kết khoảng 23 cái hiệp định tương trợ tư pháp với các nước. Thì trong đó là có khoảng cỡ 19 cái hiệp định là có đề cập đến các cái lĩnh vực dân sự có yếu tố nước ngoài. Và trong đó thì chắc chắn là có những cái quy định dành riêng cho cái quan hệ hợp đồng. Và với cái số lượng các hiệp định tương trợ tư pháp nhiều như vậy thì chúng tôi sẽ không yêu cầu các em phải tham khảo tìm hiểu hết tất cả các hiệp định tương trợ tư pháp, mà chúng ta sẽ chỉ tập trung vào ba cái hiệp định tương trợ tư pháp quan trọng và nó có ý nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam, đó là hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với Lào, Việt Nam với Nga và Việt Nam với Trung Quốc. Bên cạnh các hiệp định tương trợ tư pháp thì cái lĩnh vực về hợp đồng nó còn được quy định trong khá nhiều các cái điều ước quốc tế đa phương và song phương. Thì trong đó đó có một cái điều ước quốc tế có thể nói là rất quan trọng liên quan đến quan hệ hợp đồng, đấy là điều công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mà Việt Nam chúng ta đã chính thức trở thành thành viên từ năm 2015, từ cuối năm 2015. Bên cạnh cái công ước viên này thì đối với từng cái mảng hợp đồng cụ thể thì chúng ta có thể sẽ tham khảo một số những cái điều ước quốc tế đa phương và song phương khác. Ví dụ như là liên quan đến các cái hợp đồng vận tải thì chúng ta có thể sẽ tham khảo thêm các cái quy định của công ước Bruxelles năm 1924 hoặc là công ước Hamburg năm 1978 v.v. Đối với các cái quy định của pháp luật Việt Nam thì cái cơ sở pháp lý quan trọng để chúng ta nghiên cứu cái bài này, cái chương này đó là Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015. Thì đây là cái văn bản chính thức. Và bên cạnh cái quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, chúng ta cũng có thể sẽ tham khảo so sánh đối chiếu với các cái quy định của Bộ luật dân sự năm 2005. Bên cạnh đó thì cái mảng hợp đồng này nó cũng liên quan đến khá nhiều các cái lĩnh vực thương mại. Cho nên chúng ta cũng có thể sẽ phải tham khảo các cái quy định của luật thương mại năm 2005. Và ngoài ra, dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ phải tham khảo thêm các cái quy định dưới luật, các cái văn bản hướng dẫn thi hành đối với các luật này. Thì trên tinh thần cái hệ thống các cái tài liệu học tập và các cái văn bản pháp luật như vậy và với cái dung lượng tương quan với cái dung lượng của cái chương 8 này trong chương trình của tư pháp quốc tế phần riêng thì chúng ta sẽ tập trung vào, ở chương này chúng ta tập trung vào nghiên cứu một số các cái vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu khái niệm thế nào là hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Và dĩ nhiên là trong phần này chúng ta sẽ nhắc lại một chút về những kiến thức cơ bản về hợp đồng, liên quan đến hợp đồng mà các em có thể đã được nghiên cứu trong các cái môn học trước đây. Thứ hai là chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sâu hơn về cái khái niệm hợp đồng trong tư pháp quốc tế, tức là hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Cũng ở cái phần này thì chúng ta cũng sẽ có thể là sẽ so sánh một chút các cái hợp đồng có yếu tố nước ngoài với các cái hợp đồng trong nước để chúng ta xác định, nhận diện trên thực tế một cái hợp đồng nào đó là có yếu tố nước ngoài hay không.
Nội dung quan trọng thứ hai là chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hiện tượng xung đột pháp luật trong các cái quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài để nhận diện được các cái hiện tượng xung đột pháp luật này. Và cái nội dung quan trọng thứ ba là chúng ta đi vào tìm hiểu các cái nguyên tắc được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật liên quan đến các cái quan hệ hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Thì đó là các cái nội dung chính, các cái vấn đề chính mà chúng ta sẽ lần lượt đi vào nghiên cứu trong chương 8 này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên, khái niệm về hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Khi nói đến hợp đồng thì đây là một cái khái niệm pháp lý mà có thể nói là tất cả các bạn ngồi đây chúng ta đều rất là quen thuộc. Mỗi một ngày như vậy chúng ta đều liên tục xác lập các cái quan hệ, các cái giao dịch hợp đồng với rất nhiều các chủ thể khác nhau, phục vụ cho rất nhiều các cái mục đích khác nhau. Ví dụ, trước khi các em đến đây, các em có thể là sẽ xác lập cái hợp đồng. Chúng ta ra khỏi nhà, chúng ta đi ăn sáng, đó là một hợp đồng. Khi chúng ta đến trường, chúng ta gửi xe, đấy là một hợp đồng. Khi mà các em đi trên đường, các em ghé vào cây xăng, các em đổ xăng, các em lại xác lập một hợp đồng khác, vân vân. Tức là những cái quan hệ hợp đồng nó đến với bất kỳ một cái chủ thể nào một cách rất bình thường và nó phục vụ cho cái nhu cầu thiết yếu của con người. Vì vậy cho nên là đôi khi chúng ta sẽ không xác định được, chúng ta sẽ không nhận diện được rằng là chúng ta đang xác lập hợp đồng. Nhưng trên thực tế nó là những cái hợp đồng. Và đối với bất kỳ một cá nhân nào thì những cái giao dịch, những cái hợp đồng đó là rất quan trọng. Thế thì khi mà chúng ta xác lập những cái hợp đồng như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu một điều rằng chúng ta nói cái thuật ngữ hợp đồng nghe nó có vẻ là nó hơi học thuật, nó hơi cao siêu. Tuy nhiên xét ở góc độ về bản chất thì những cái quan hệ hợp đồng này chúng ta hình dung nó chỉ đơn giản đó là cái sự xác lập một cái thỏa thuận, một cái cam kết giữa các chủ thể với nhau. Và trong các cái quan hệ hợp đồng này thì khi mà tiếp cận một cái quan hệ hợp đồng thì thường là người ta, các cái chủ thể đó sẽ phải quan tâm đến một số những cái vấn đề pháp lý rất quan trọng. Ví dụ ta đang xác lập hợp đồng với ai, đó chính là yếu tố chủ thể. Cái vấn đề thứ hai là cái hợp đồng mà chúng ta đang xác lập đó nó tồn tại dưới cái hình thức nào, dưới sự thể hiện trên thực tế như thế nào, đó chính là vấn đề pháp lý liên quan đến hình thức của hợp đồng. Một cái vấn đề nữa là khi mà chúng ta xác lập một cái hợp đồng như vậy thì ta có quyền gì với đối tác phía bên kia, hoặc là ta có nghĩa vụ gì với đối tác phía bên kia, đó là vấn đề pháp lý thứ ba. Rồi một cái vấn đề pháp lý nữa, khi mà chúng ta xác lập hợp đồng vậy thì cái quyền và nghĩa vụ được xác lập đó nó sẽ bắt đầu ràng buộc ta từ lúc nào, từ thời điểm nào, đó là vấn đề về hiệu lực của hợp đồng, thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng và các cái nguyên tắc ràng buộc về mặt hiệu lực của hợp đồng. Rồi đối với một số những cái trường hợp khi mà hợp đồng mà có liên quan đến các cái chủ thể đối tác nước ngoài thì điều mà chúng ta cũng sẽ quan tâm nữa đó là cái luật áp dụng cho hợp đồng này là luật Việt Nam hay là pháp luật nước ngoài hay là một cái hệ thống pháp luật nào đó. Rồi khi có tranh chấp xảy ra thì chúng ta sẽ giải quyết tranh chấp đó bằng cách thức nào. Thì khi mà tiếp cận cái quan hệ hợp đồng thì thường chúng ta sẽ lần lượt giải quyết các cái câu hỏi như thế. Thế thì những cái câu hỏi đó, có rất khá nhiều các cái câu hỏi các em đã có được cái câu trả lời trong cái quá trình chúng ta nghiên cứu môn học luật hợp đồng, trong cái chương trình các cái môn học của khoa luật dân sự đã giảng dạy cho các em. Thế thì ở đây tư pháp quốc tế chúng ta cũng tiếp cận lại cái quan hệ hợp đồng. Vậy thì những vấn đề pháp lý nào tư pháp quốc tế sẽ quan tâm? Hay nói cách khác là cái đối tượng hợp đồng mà chúng ta hướng đến để nghiên cứu ở đây nó là cái loại hợp đồng gì? Và liệu chúng ta có quay trở lại nghiên cứu những cái vấn đề mà luật dân sự đã giải quyết hay không? Thế thì câu trả lời ở đây là tư pháp quốc tế chúng ta tiếp cận vào hợp đồng, tiếp cận đối với các quan hệ hợp đồng theo một cái hướng tiếp cận khác so với các cái cách tiếp cận của pháp luật dân sự mà các em đã được nghiên cứu. Thế thì cái cách tiếp cận của tư pháp quốc tế đó là chúng ta đi vào tìm hiểu xem cái bản chất của quan hệ hợp đồng là có yếu tố nước ngoài hay không, để từ đó chúng ta giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh từ cái câu chuyện do cái yếu tố nước ngoài mang lại. Vì vậy cho nên khái niệm hợp đồng mà chúng ta đề cập đến trong tư pháp quốc tế nó là khái niệm hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Tức là chúng ta không quan tâm đến cái quan hệ hợp đồng nói chung nữa, mà chúng ta sẽ chỉ tập trung vào các quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Khi nói đến quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài thì chắc chắn cái điều mà chúng ta sẽ rất quan tâm đó là làm thế nào để xác định được yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng. Yếu tố nước ngoài ở đây là gì? Nó thể hiện ở đâu? Thì đấy là cái câu hỏi rất quan trọng. Và khi mà chúng ta trả lời được câu hỏi này thì lúc đó chúng ta mới xác định được một cái quan hệ hợp đồng nào đó có phải là cái đối tượng nghiên cứu của tư pháp quốc tế hay không. Còn nếu chúng ta không trả lời được câu hỏi này, chúng ta không phân biệt được đâu là hợp đồng
bình thường và đâu là hợp đồng có yếu tố nước ngoài thì rõ ràng là cái việc nghiên cứu chúng ta là không hiệu quả. Thế thì để xác định cái yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng thì hiện nay chúng ta chủ yếu là dựa trên cái quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Thì theo cái quy định tại Điều 663 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, tại khoản 2, thì hợp đồng sẽ được coi là có yếu tố nước ngoài nếu một trong ba cái dấu hiệu được thỏa mãn. Dấu hiệu thứ nhất đó là dấu hiệu về mặt chủ thể, tức là khi có ít nhất một trong các bên tham gia quan hệ hợp đồng là bên nước ngoài. Bên nước ngoài ở đây có thể là cá nhân nước ngoài, có thể là pháp nhân nước ngoài. Tức là chúng ta nhìn vào một cái quan hệ hợp đồng, chúng ta thấy có người nước ngoài xuất hiện với tư cách là một bên ký kết, thì chúng ta nhận định, chúng ta xác định được đó là quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Ví dụ, một cái hợp đồng mua bán hàng hóa được ký kết giữa một công ty của Việt Nam với một công ty của nước ngoài. Đấy là hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Chúng ta không quan tâm đến cái hợp đồng ký ở đâu, thực hiện ở đâu. Chỉ cần nhìn vào dấu hiệu chủ thể, chúng ta có thể xác định được ngay một chủ thể mang quốc tịch Việt Nam, một chủ thể là quốc tịch nước ngoài. Rõ không ạ? Và như vậy là chúng ta xác định được hợp đồng đó là có yếu tố nước ngoài. Đấy là cái dấu hiệu thứ nhất để chúng ta nhận diện. Dấu hiệu thứ hai để nhận biết một cái quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài hay không là chúng ta dựa vào cái sự kiện pháp lý. Sự kiện pháp lý tức là những cái sự kiện xảy ra mà nó liên quan đến cái việc nó làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt một cái quan hệ hợp đồng giữa các bên. Thì cái sự kiện này nó có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào. Tuy nhiên, trong trường hợp khi chúng ta xem xét một cái hợp đồng như vậy, thì nếu cái sự kiện đó, tức là những cái sự kiện pháp lý xảy ra đó, liên quan đến quan hệ hợp đồng, mà nó được xác định là xảy ra ở nước ngoài, thì cái quan hệ hợp đồng liên quan nó sẽ được coi là có yếu tố nước ngoài. Ví dụ, một cái hợp đồng được xác lập giữa hai chủ thể đều mang quốc tịch Việt Nam, nhưng hai chủ thể này lại không ký hợp đồng với nhau ở Việt Nam mà lại ký hợp đồng với nhau ở nước ngoài. Một cái ví dụ cụ thể hơn, hai doanh nghiệp Việt Nam trong một cái chuyến đi công tác, trong một cái chuyến đi tham gia một cái hội chợ ở nước ngoài, hoặc là một hội nghị quốc tế, hoặc là một cái sự kiện nào đó ở nước ngoài, thì trong cái quá trình tham gia cái sự kiện đó ở nước ngoài đấy, thì hai doanh nghiệp Việt Nam lại tiếp xúc được với nhau và hai bên đi đến thống nhất và ký kết với nhau một cái hợp đồng. Sau đó hợp đồng đó được mang về Việt Nam để thực hiện. Thì cái hợp đồng này được ký kết giữa hai chủ thể Việt Nam, không có yếu tố nước ngoài. Việc thực hiện hợp đồng trong tương lai sẽ là ở Việt Nam, có thể sẽ không có yếu tố nước ngoài. Nhưng việc ký kết, việc xác lập hợp đồng đó lại xảy ra ở nước ngoài. Thế thì cái quan hệ hợp đồng đó cũng được coi là có yếu tố nước ngoài ở góc độ sự kiện pháp lý. Đó mà, đấy là cái dấu hiệu thứ hai. Dấu hiệu thứ ba để nhận biết đối với cái quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài, đó là cái dấu hiệu về khách thể hay là đối tượng của hợp đồng. Tức là có thể hợp đồng được ký kết giữa các cái chủ thể không có yếu tố nước ngoài. Việc xác lập hợp đồng, tức là sự kiện pháp lý xảy ra, không nằm ở nước ngoài, không xảy ra ở nước ngoài. Nhưng đối tượng của hợp đồng, ví dụ như là tài sản, lại nằm ở nước ngoài. Tức là tài sản là cái đối tượng mà hợp đồng hướng tới, ví dụ như hợp đồng mua bán một cái tài sản nào đó, mà tài sản đó tại thời điểm các bên xác lập giao dịch nó nằm ở nước ngoài. Thế thì quan hệ hợp đồng đó cũng được coi là có yếu tố nước ngoài. Như vậy là cái tinh thần của cái quy định tại khoản 2 điều 663 Bộ luật Dân sự năm 2015 đó, nó liệt kê ra ba cái tiêu chí để chúng ta xác định cái yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng. Và chúng ta lưu ý rằng chỉ cần một trong các cái tiêu chí này đáp ứng, tức là hoặc là chủ thể có yếu tố nước ngoài, hoặc là sự kiện pháp lý có yếu tố nước ngoài, hoặc là đối tượng của hợp đồng có yếu tố nước ngoài, thì quan hệ hợp đồng đó được coi là có yếu tố nước ngoài. Không cần thiết phải hội đủ cả ba dấu hiệu này, chỉ cần một trong ba dấu hiệu. Chúng ta lưu ý điều này. Đấy là theo quy định của pháp luật Việt Nam. Và các em có thể là chúng ta so sánh, liên hệ so sánh một chút giữa cái quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015 với cái quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005, thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái sự thay đổi, một cái sự khác biệt. Là theo cái quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2005 đó, thì ở cái yếu tố chủ thể, chúng ta còn có đề cập đến cái nhóm chủ thể là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Và ở cái yếu tố về sự kiện pháp lý, chúng ta còn đề cập đến cái trường hợp là sự kiện pháp lý xảy ra theo pháp luật nước ngoài. Tuy nhiên, hai trường hợp đó trong Bộ Luật Dân sự năm 2015 nó đã được xóa bỏ, tức là không ghi nhận nữa. Vậy thì cái lý do của sự thay đổi này là gì? Thứ nhất, đối với cái chủ thể là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì cái quan điểm hiện nay
chúng ta đánh giá cái chủ thể này hoặc là họ là bên nước ngoài hoặc là họ là công dân Việt Nam. Tức là nó chỉ xảy ra hai khả năng, một trong hai khả năng. Nếu như cái chủ thể này không còn mang quốc tịch Việt Nam thì dĩ nhiên họ là người nước ngoài. Họ là công dân nước ngoài, họ là người nước ngoài, có thể là công dân nước ngoài, có thể là người không quốc tịch, nhưng họ vẫn là người nước ngoài. Còn trong trường hợp nếu họ vẫn còn giữ lại quốc tịch Việt Nam thì họ là công dân Việt Nam. Cho nên ta sẽ đặt họ ở hoặc là bên này hoặc là bên kia. Chứ chúng ta không tách ra thành một nhóm ở giữa. Đấy là cái sự thay đổi về mặt quan điểm pháp lý trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng, sửa đổi và xây dựng cái bộ luật dân sự năm 2015. Còn đối với cái trường hợp là cái tiêu chí để đánh giá về sự kiện pháp lý đó, thì nó có một cái sự thay đổi là chúng ta không sử dụng cái tiêu chí là sự kiện pháp lý xảy ra theo pháp luật nước ngoài. Thì cái này thì có thể có nhiều quan điểm khác nhau ở góc độ lập pháp, ở góc độ về quan điểm học thuật. Tuy nhiên thì chúng ta hình dung ở đây là khi mà chúng ta nói đến một cái sự kiện pháp lý xảy ra ở đâu đó thì theo cái quan điểm của cơ quan lập pháp thì họ có thể họ cho rằng là cái việc mà chúng ta xác định cái nơi xảy ra sự kiện nó phải là một cái nơi nào đó và nó phải thuộc về một cái quốc gia nào đó, và dĩ nhiên khi mà nó xảy ra ở một quốc gia nào đó thì nó sẽ phải chịu sự chi phối bởi cái hệ thống pháp luật ở đó. Và trong trường hợp như vậy thì cái việc mà chúng ta tách cái dấu hiệu tuân theo một cái hệ thống pháp luật nào đó nó sẽ không cần thiết khi mà chúng ta đã xác định được cái nơi xảy ra sự kiện. Thì đấy có thể là quan điểm, tuy nhiên trên thực tế cũng có thể có quan điểm khác. Thì đấy là các cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết một cái quan hệ hợp đồng được coi là có yếu tố nước ngoài và để xác định rằng là nó có thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế hay không. Và những cái quy định này là theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài nó còn có thể được ghi nhận trong pháp luật, trong các cái điều ước quốc tế, cũng như là có thể là có những cái dấu hiệu nhận biết khác trong các quy định pháp luật của các nước. Ví dụ một cái trường hợp mà chúng ta có thể sẽ nhận thấy cái sự khác biệt rất rõ giữa cái quy định điều ước quốc tế với cái quy định của pháp luật Việt Nam, đó là cái quy định tại Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Và ngay tại điều 1 của Công ước Viên thì cái dấu hiệu để nhận biết một hợp đồng được coi, một hợp đồng mua bán được coi là có tính quốc tế, đó là hợp đồng mua bán được ký kết, được xác lập giữa các chủ thể đóng trụ sở thương mại ở các nước khác nhau. Tức là trong trường hợp này, Công ước Viên không dựa trên dấu hiệu là quốc tịch của chủ thể, cũng không dựa trên cái dấu hiệu là cái nơi xác lập hợp đồng là nơi nào, cũng không dựa trên cái dấu hiệu là cái đối tượng mua bán của hợp đồng là đang ở đâu, mà Công ước Viên dựa vào cái nơi đóng trụ sở, tức là một cái tiêu chí rất cụ thể và rất rõ ràng, nơi đóng trụ sở thương mại của các cái chủ thể các bên. Nếu như một bên, bên A đóng trụ sở của nước này, bên B đóng trụ sở của nước kia, thì hai bên ký kết với nhau một cái hợp đồng đó được coi là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Thì đấy là một cái cách nhận diện theo quy định của Công ước Viên. Ngoài ra, pháp luật của các nước có thể đặt ra một số những cái tiêu chí khác để xác định cái yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng. Và những cái tiêu chí này nó cũng phù hợp với những cái đặc trưng rất là rõ rệt của quan hệ hợp đồng mà tư pháp quốc tế chúng ta nghiên cứu. Ví dụ như là cái tiêu chí về cái đồng tiền thanh toán chẳng hạn. Thông thường thì một cái hợp đồng được coi là có cái tính quốc tế hay là có yếu tố nước ngoài đó, thì ở những cái hợp đồng đó thì cái đồng tiền thanh toán thường nó sẽ là ngoại tệ đối với ít nhất một trong hai bên. Hoặc là một cái dấu hiệu khác, ví dụ như là khi mà xác lập một cái hợp đồng, mà đặc biệt đối với hợp đồng mua bán hoặc là những cái hợp đồng mà có liên quan đến sự dịch chuyển hàng hóa hoặc tài sản. Ví dụ hợp đồng mua bán, hợp đồng vận tải chẳng hạn. Thì một cái dấu hiệu để nhận biết cái tính quốc tế của nó thể hiện ở chỗ là cái đối tượng của hợp đồng, tức là hàng hóa hoặc là tài sản đó, nó có thể được dịch chuyển từ quốc gia này đến quốc gia khác, tức là có cái sự dịch chuyển qua biên giới quốc gia. Thì đó là một số những cái dấu hiệu khác có thể được quy định trong pháp luật các nước để giúp chúng ta nhận biết được cái yếu tố nước ngoài hay là cái tính quốc tế trong quan hệ hợp đồng. Thì đấy là một số những cái nội dung rất quan trọng liên quan đến cái khái niệm về yếu tố nước ngoài và giúp chúng ta nhận biết được thế nào là một hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Tiếp theo, một cái câu hỏi rất quan trọng mà chúng ta đặt ra là cái câu chuyện chúng ta đi tìm hiểu yếu tố nước ngoài trong cái quan hệ hợp đồng đó, nó giúp ta giải quyết vấn đề gì? Cái việc xác định có hay không có yếu tố nước ngoài trong một quan hệ hợp đồng nó giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì? Thế thì với cái câu hỏi này, trong tư pháp quốc tế phần chung, khi chúng ta tìm hiểu đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế, chắc chắn là các em cũng đã được tiếp cận rồi và cũng đã có câu trả lời rồi. Tuy nhiên, ở đây liên quan đến cái phần tư pháp quốc tế phần riêng và liên quan đến cái chế định cụ thể là chế định hợp đồng, thì tôi nhắc lại một lần nữa để chúng ta hiểu rõ bản chất của cái việc xác định yếu tố nước ngoài này. Đối với quan hệ hợp đồng ấy,
Thì cái việc xác định yếu tố nước ngoài nó giúp chúng ta giải quyết được 3 vấn đề. Thứ nhất, đó là cái câu chuyện xác định đúng đối tượng nghiên cứu. Chúng ta xác định đúng đối tượng nghiên cứu. Như tôi đã nói lúc nãy, một quan hệ hợp đồng nếu không có yếu tố nước ngoài, tư pháp quốc tế sẽ không quan tâm. Các em hiểu không ạ? Bởi vì quan hệ hợp đồng này nó sẽ là đối tượng nghiên cứu và đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự. Nó không có yếu tố nước ngoài thì pháp luật dân sự trong nước sẽ điều chỉnh. Cho nên cái việc mà ta xác định nó có hay không có yếu tố nước ngoài, nó giúp cho chúng ta xác định rằng nó có thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế hay không. Đấy là câu hỏi rất quan trọng đầu tiên. Bởi vì khi nào chúng ta xác định được nó thuộc đối tượng điều chỉnh tư pháp quốc tế thì ta mới đi nghiên cứu tiếp, chúng ta mới giải quyết tiếp những cái vấn đề pháp lý khác phát sinh. Còn nếu chúng ta loại trừ cái phạm vi đó, rằng nó không thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế, thì chúng ta không còn gì để nghiên cứu nữa cả. Các em hiểu được không ạ? Đấy là cái ý nghĩa thứ nhất của cái việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng. Ý nghĩa thứ hai của việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng đó là cái việc xác định này đó, nó giúp chúng ta xác định được với cái bản chất của một cái quan hệ hợp đồng nó có yếu tố nước ngoài đó, thì nó sẽ xảy ra những vấn đề pháp lý quan trọng nào. Và đối với các cái quan hệ mà tư pháp quốc tế điều chỉnh nói chung và quan hệ hợp đồng nói riêng, thì khi một cái quan hệ hợp đồng mà được coi là có yếu tố nước ngoài đó, thì nó sẽ làm phát sinh một cái câu chuyện rất trực tiếp và rõ ràng, đó là nếu có tranh chấp xảy ra thì tòa án của nhiều quốc gia khác nhau cùng có thể phát sinh cái thẩm quyền để giải quyết. Và trong tư pháp quốc tế phần chung, các em đã được nghiên cứu rồi, hiện tượng này gọi là hiện tượng xung đột thẩm quyền xét xử. Đúng không ạ? Và khi mà xảy ra hiện tượng xung đột thẩm quyền xét xử như thế, thì cái nhiệm vụ của tư pháp quốc tế là gì? Ta phải đi nghiên cứu xem hiện tượng xung đột thẩm quyền xét xử đó nó xảy ra như thế nào, và chúng ta sẽ phải giải quyết hiện tượng này bằng những cách thức nào. Và đối với các cái vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài nói chung, chúng ta đã được nghiên cứu một số những cái cách thức để giải quyết hiện tượng xung đột thẩm quyền xét xử xảy ra đối với các cái vụ việc này ở tư pháp quốc tế phần chung. Đó là cách nào? Chúng ta giải quyết hiện tượng xung đột thẩm quyền xét xử bằng các quy tắc xác định thẩm quyền được quy định trong pháp luật tố tụng dân sự. Còn nhớ không? Chúng ta có quy tắc quốc tịch, chúng ta có quy tắc nơi cư trú, chúng ta có quy tắc nơi có tài sản, chúng ta có quy tắc nơi có mặt của bị đơn hoặc nơi có mặt tài sản của bị đơn, chúng ta có quy tắc về mối liên hệ mật thiết. Đó là những cái cách thức để chúng ta giải quyết hiện tượng xung đột thẩm quyền xét xử nói chung trong các cái vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, riêng đối với cái quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài đó, thì chúng ta lưu ý, bởi vì bản chất của hợp đồng là dựa trên sự thỏa thuận. Cho nên, ngoài những cái quy tắc xác định thẩm quyền thông thường, thì khi mà xảy ra một cái tranh chấp liên quan đến cái quan hệ hợp đồng ấy, phát sinh từ hoặc là liên quan đến quan hệ hợp đồng, thì cái việc mà xác định thẩm quyền xét xử cũng như là cái phương thức giải quyết tranh chấp, nó còn tùy thuộc vào ý chí định đoạt của các bên. Tức là tại thời điểm ký kết hợp đồng, các bên có thể quyết định rằng hợp đồng này nếu có tranh chấp xảy ra sẽ được giải quyết bằng tòa án hay trọng tài. Thì việc đấy là do các bên định đoạt. Trong trường hợp nếu các bên lựa chọn phương thức trọng tài thì chúng ta sẽ không quan tâm đến câu chuyện xác định thẩm quyền tòa án. Dĩ nhiên là khi mà các bên chọn trọng tài và cái sự lựa chọn đó có hiệu lực thì chúng ta không quan tâm đến câu chuyện xác định thẩm quyền tòa án. Còn trong trường hợp các bên không lựa chọn trọng tài thì lúc đó chúng ta phải đặt ra cái vấn đề là xác định tòa án có thẩm quyền theo cái cách thức nào. Và khi mà chúng ta xác định thẩm quyền tòa án thì đối với cái tranh chấp liên quan hợp đồng đó, thì một trong những cái quy tắc bổ sung cho năm cái quy tắc mà tôi đã trình bày lúc nãy, đó là chúng ta có thể phải cân nhắc đến cái quy tắc về sự lựa chọn của các bên. Hiện nay trong pháp luật Việt Nam chúng ta cũng đã có ghi nhận cái quy tắc về sự lựa chọn này. Tuy nhiên cái cơ chế thực thi thì chúng ta chưa có một cái cơ chế rõ ràng để mà áp dụng nó. Tuy nhiên pháp luật các nước hiện nay thì đã có nhiều quốc gia chấp nhận cho phép các bên được lựa chọn tòa án để giải quyết. Và có thể lựa chọn này là chỉ định luôn tòa án. Đó không ạ? Và đó là một cái quy tắc rất quan trọng khi mà chúng ta giải quyết xung đột thẩm quyền xét xử liên quan đến các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Thì cái ý nghĩa thứ hai của cái việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng là để chúng ta giải quyết được cái hiện tượng xung đột thẩm quyền xét xử này. Ý nghĩa thứ ba của cái việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hợp đồng đó là khi mà chúng ta xác định được yếu tố nước ngoài thì nó là cái cơ sở để giúp chúng ta xác định các nguyên tắc áp dụng pháp luật đối với quan hệ hợp đồng. Tức là khi có một cái vấn đề pháp lý nào đó phát sinh liên quan đến quan hệ hợp đồng thì vấn đề đặt ra là luật nào sẽ được áp dụng để giải quyết. Cái câu hỏi luật nào này nó sẽ được trả lời trên cơ sở chúng ta nghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật.
Và những nguyên tắc này nó được quy định và áp dụng một cách phù hợp và tương thích với cái bản chất của quan hệ hợp đồng. Thì cái ý nghĩa của cái việc xác định yếu tố nước ngoài nó giúp chúng ta giải quyết được ba vấn đề như vậy. Tóm lại đó là xác định cái đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế nó có xuất hiện hay không, xác định xung đột pháp luật, xác định xung đột thẩm quyền xét xử có xảy ra hay không và cách thức giải quyết như thế nào, và cái thứ ba là xác định có xung đột pháp luật hay không và cái nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật là gì. Trong buổi học hôm nay chúng ta tìm hiểu một số những cái vấn đề lý luận mang tính chất cơ bản nhất về hợp đồng có yếu tố nước ngoài, bao gồm cái cách thức để chúng ta xác định một cái hợp đồng nào đó là có phải là có yếu tố nước ngoài hay không, nó có thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế hay không, và thứ hai là cái việc xác định cái yếu tố nước ngoài đó nó mang lại cái ý nghĩa gì cho chúng ta. Và như vậy là bài học hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Những cái vấn đề cụ thể liên quan đến xung đột pháp luật cũng như các nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật đối với quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu ở bài sau. Xin cảm ơn các em.